duyên gì, nam gì, mắt thì sệ xuống, môi thì xết lên. À, có soi gương là mặt hình vậy nè, đó, thấy ghê không? Trời ơi, anh đang diễn tả ai vậy? Đẹp chút. Đó. Trời đất ơi, em thấy cũng được mà, đẹp trai mà. Cứ thấy trai là khen là khen. Mê dữ lắm hay sao khen dữ vậy? Ờ mê đâu, mê cái này người ta em đang khen á là khen ở cái con mắt là điện ảnh. Cái nét đẹp điện ảnh, khen cái nghề của người ta chứ em có nói năng gì đâu. Giờ nào em khen nhỏ này anh mới phải đáng nghi ngờ nè. Đó, giống như em nói anh mới lạ. Đàn ông người ta đi nhìn phụ nữ, ta khen phụ nữ, anh đi xăm soi đàn ông làm sao? Soi gì? Nè. Tôi thấy thằng đó đẹp lạ, xấu hồn nhiên thì tôi nói. Tôi bình luận thôi có gì đâu. Chừng nào mà tôi khen cái cô mà nhìn nữ diễn viên mà kế bên đẹp thì em hãy nói tôi. Thấy chưa? Thấy gì? Gài một cái là dính liền, rõ ràng. Anh ha, anh cái bộ anh chê mà nhưng thật sự không phải. Anh là anh nhìn nhỏ kế bên, đúng chưa? Thì đứng kế bên là phải nhìn hết hai người chứ. Thôi đừng có nói anh mê nhỏ này từ hồi lúc anh cưới em tới bây giờ. Có bao giờ nó lên ngồi đọc báo bữa nay ra đây ngồi đọc báo làm sao? Anh đừng có giải thích với em nữa. Rõ ràng là anh hẹn nhỏ này giờ này phút này anh ra đây anh nhìn nó, anh ngắm nó đúng không? Mày bị gì mà nói? Trời đất ơi! Tôi ở Việt Nam mà hẹn nhỏ là Hàn Quốc. Ủa? Cái đó người ta kêu là gì? Ngoại tình tư tưởng. Bây giờ có rất là nhiều loại ngoại tình. Anh đừng có nói là em không biết. Anh đừng có tưởng em không biết. Em biết hết á. Bà cái gì? Ngày xưa mở miệng ra là em như một cô tiên. Còn bây giờ mở miệng ra kêu em là bà điên. Rồi bây giờ tới bà nội. Đúng rồi, em già em xấu quá nên em mới là bà nội. Còn nhỏ này nè đó. Bà tiên, cô tiên của anh là đúng không? Đừng nói với em tiếng nào nữa. Quá bực rồi. Tuyệt riết chồng với con. Quá chán. Quá nản. Cái gì vậy? Em ơi, okay. Bữa nay ăn cái gì ha? Không nhìn không thấy không hỏi. Trời ơi, bò kho. Nhìn em anh đảo đảo thịt là biết món này ngon lắm rồi đó nghe. Mệt quá, sợ xạo. Tâm lý quá. Thì thấy chồng thích ăn bò kho thì làm bò kho chồng á. Mà biết không, em cực lắm luôn á. Sao vậy? Em đi chợ từ 8 giờ sáng á, mẹ em đứng những cái chỗ sạp thịt bò của thằng Hùng 1-8 đó. Rồi em đợi 1 tiếng đồng hồ mới lựa được một cục thịt bò mà vừa bự vừa ngon nhưng mà vừa săn chắc vậy luôn á. Ôi, tội nghiệp quá. Chứ gì nữa, vậy mà còn biết thương. Cái gì? Cái gì? Đứng 1 tiếng đồng hồ chỗ sạp thịt thằng Hùng 1-8 hả? Bò ngon hay thằng Hùng 1-8 ngon? Nói cái gì vậy trời? Tới mua thịt thì nó quăng cục thịt ra, quăng cho nó cục tiền, cầm cục thịt đi về. Mắc gì đứng đó 1 tiếng hả? Mà nó cao 1-8 là tôi không ưa rồi nghe. Bạn bè tôi là chỉ từ 1-45 trở xuống là cao hơn là tôi nghỉ chơi liền. Hả? Đúng rồi. Cái gì? Bà nó làm gì nó cao quá vậy? Mang guốc gì vậy? Tôi mang guốc hình nào? Tôi đi chân không chứ bộ. Khó chịu rồi đó nghe. Đứng là làm cái gì 1 tiếng đồng hồ? Giao lưu tình cảm hả? Thả rong nụ cười hả? Ông vừa vừa bỏ rồi nha. Đừng ghen tôi lung ta lung tung có ba không bận. Trời ơi, tôi ghen người thiệt gì thiệt nha. Hồi nãy bà ghen cái tờ báo thì sao? Mày nghỉ nấu, khỏi nấu nữa. Lưng mà mày đặt lớn. Tôi vậy đó. Cũng đỡ hơn nghe. Cao mà mày đặt đẹp. Nhịn ăn luôn đi, no rồi.